Chào quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 12 năm 2021, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sự hợp tác bền chặt về mặt kinh tế xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã tạo ra môi trường giao thoa văn hóa ngôn ngữ và cũng là cơ sở để phát triển ngành đào tạo tiếng Hàn tại Việt Nam. Học viện Green Academy đã áp dụng phương pháp dạy học đông phát triển tương quan giúp học viên xây dựng nền tảng ngôn ngữ Hàn vững chắc tại green academy học viên có thể theo học ba phân ngành chính là lập trình thiết kế và ngôn ngữ hàng trong đó ngôn ngữ hàng là một trong những ngành đào tạo được chú trọng áp dụng phương pháp dạy học tương quan với phương thức giao thoa ngôn ngữ trực tiếp giúp phát triển bốn kỹ năng nghe nói đọc và viết hàn quốc và việt nam là hai quốc gia tương đồng về văn hóa lẫn xu hướng vì vậy ở green academy chúng tôi tâm huyết thông qua ngôn ngữ giao tiếp hai nước có thể giao lưu trao đổi nhiều hơn Hy vọng cả hai nước sẽ cùng nhau phát triển và trở thành một trong những quốc gia lớn mạnh tại châu Á. Cùng với mong muốn phát triển tiếng Hàn tại Việt Nam của ông Kim Oju, Green Academy mang đến chương trình giảng dạy đa cấp học, từ sơ cấp đến cao cấp và các học phần đặc biệt dành cho nhiều đối tượng khác nhau, từ đó xây dựng môi trường học tập tiếng Hàn lý tưởng dành cho những bạn đam mê và yêu thích văn hóa cũng như ngôn ngữ Hàn Quốc.